Xin kính chào các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể. Các bạn khán thính giả gần xa đã đến với nhịp cầu khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập hôm nay với những câu chuyện nhỏ mà ý nghĩa lớn lao. Trước hết tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Thị Lý, 66 tuổi, giáo viên nghỉ hưu, hiện đang sinh sống và là một cán bộ khuyến học tại tổ dân phố số 5, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Hôm nay tôi rất vui và vinh dự khi có dịp được chia sẻ cùng quý vị và các bạn trên diễn đàn khuyến học khuyến tài. Đây vốn là một truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc Việt Nam ta từ ngàn xưa và đến nay đã trở thành một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta với mục tiêu xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập và đẩy mạnh việc xây dựng các tổ chức khuyến học. Từ đó mà sức dân được huy động tối đa với các quy mô lớn nhỏ từ cá nhân, gia đình, trường học, cộng đồng và đến toàn xã hội. Đây cũng chính là con đường duy nhất để xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh và để thỏa lòng ham muốn tột bậc của Bác Hồ lúc sinh thời. Hôm nay, ở thị trấn nơi điểm sáng về khuyến học khuyến tài của huyện Sóc Sơn, tôi đang có mặt tại gia đình ông bà Phạm Văn My và Phạm Thị Phinh ở tổ dân phố số 4. Đây là một địa chỉ vàng về truyền thống hiếu học, khuyến tài với một tầm ảnh hưởng rất quan trọng và vô cùng rộng lớn. Và người mà tôi muốn nhắc đến, muốn khoe với quý vị, với các bạn là một người phụ nữ đã bước qua tuổi 75 nhưng vẫn rất sung sức, có cái tên nghe khá ngộ nhưng lại rất nổi tiếng, bà Phạm Thị Phinh. Bà nguyên là giám đốc trung tâm dạy nghề huyện Sóc Sơn và là người có công xây dựng, mở ra một mô hình giáo dục mới đầu tiên ở huyện Sóc Sơn. Vì thế, ngay từ năm 2001, ngôi trường Trung học Phổ thông Dân lập Lạc Long Quân đã ra đời và suốt hơn 20 năm nay, bà vẫn gắn bó, đồng hành, gan ruột với mái trường. Một mái trường nay chính thức đã mang tên Trường Trung học Phổ thông Lạc Long Quân. Lý do để bà mạnh dạn và quyết tâm lập trường rất đơn giản thôi. Như bà nói, các cháu cũng giống như con mình vậy. Thất học thì tội lắm. Đói ăn, đói mặc, khổ còn chịu được, chứ đói học là hỏng cả cuộc đời. Sở dĩ từ miền quê Chiêm Trũng Hà Nam về làm dâu Sóc Sơn mà bà lại có một tầm nhìn xa rộng như vậy, bởi bà có một nền tảng học tập của gia đình vô cùng vững chắc. Chồng bà, ông Phạm Văn My, đã từng có học vị tiến sĩ khoa học và trở thành bí thư huyện ủy đầu tiên và duy nhất ở huyện Sóc Sơn lúc bấy giờ. Đến nay, chỉ tính riêng thế hệ ba đời của ông bà với 18 thành viên thì đã có tới 2 tiến sĩ, 10 thạc sĩ, 12 đảng viên, còn lại là các cháu nhỏ đang là học sinh. Trong gia đình, các con, trai, gái, dâu rể của ông bà đều đang giữ những trọng trách lãnh đạo tại các cơ quan đầu não của huyện và thành phố Hà Nội. Điều đặc biệt là tất cả đại gia đình bà đều là những nhân tố tiêu biểu về khuyến học khuyến tài. Đối với bà Phạm Thị Phinh, xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo khó nhưng giàu truyền thống hiếu học, lớn lên ở cái thời mà người phụ nữ chịu đủ thứ thiệt thòi, nhất là trong học tập. Song bà đã nỗ lực vượt qua mọi rào cản cố hữu lúc bấy giờ để đến được cổng trường đại học và có trong tay 2 tấm bằng cử nhân cùng sự thành công to lớn như bây giờ. Ngôi trường Lạc Long Quân của bà đã bước sang tuổi 23. Năm học này, số học sinh theo học trong trường đã lên tới 1.050 em với 24 lớp, tăng gấp đôi so với 3 năm trước. Với cương vị là người quản lý và đã có 19 năm làm bí thư chi bộ nhà trường, bà Phinh giống như một bà đỡ mát tay, đầy uy tín, tài năng và nhiệt huyết, trở thành điểm tựa vững chắc của nhà trường, được học sinh, phụ huynh và nhân dân hết lòng yêu mến và thường gọi trường với cái tên thân thuộc Trường Bà Phinh. Ở trường, ngoài việc chăm lo bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức cho giáo viên và học sinh, đối với công tác thi đua khen thưởng, khuyến học khuyến tài, hàng năm, ngoài mức khen thưởng chung của nhà trường, bà Phinh luôn dành phần tiền túi riêng của mình để thưởng thêm cho giáo viên và học sinh. Cụ thể, qua học kỳ 1 năm học 2022-2023, bà đã thưởng cho 3 giáo viên thi đạt giải giáo viên dạy giỏi với tổng số tiền là 1.100.000 đồng. Tặng quà Tết Quý Mão cho 3 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, số tiền 3.000.000 đồng, cùng 21 suất trợ giúp học sinh nghèo với số tiền 3.360.000 đồng. Ngoài ra, vào mỗi dịp đầu năm học, bà đều đón tay để động viên nhiều học sinh khó khăn với suất quà 200.000 đồng mỗi em. Và dịp Covid-19,
bà đã hỗ trợ 10 suất học sinh với mỗi suất quà trị giá 250.000 đồng. Thậm chí ở trường bà có 8 giáo viên gặp khó khăn về tài chính, bà đã rút sổ tiết kiệm 200 triệu đồng để cho vay không lãi suất với kỳ hạn ít nhất là từ 1 năm trở lên. Từ đó mà giáo viên, học sinh trong trường luôn luôn yên tâm công tác, nỗ lực, tự tin trong học tập và đạt được những kết quả và thành tích tốt trong mọi hoạt động giáo dục. Và cũng vì thế mà vị thế, uy tín, chất lượng của nhà trường ngày càng được nâng cao, thu hút được nhiều học sinh đến với ngôi trường. Đối với dòng họ Phạm ở quê nội Mai Đình, một dòng họ tiêu biểu về khuyến học khuyến tài và đã được huyện vinh danh tặng giấy khen, bà Phinh cũng chính là một trong những người khởi xướng, vận động và tự nguyện đóng góp xây dựng được một quỹ khuyến học với số dư lên đến hơn 300 triệu đồng. Trong đó, có đến 50% số tiền là sự ủng hộ của chính gia đình bà. Hàng năm cứ đến ngày giỗ tổ họ 12 tháng 10 âm lịch, dòng họ Phạm lại long trọng tổ chức khen thưởng vinh danh cho các học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập. Ngoài phần thưởng của dòng họ, bao giờ bà Phinh cũng phát tâm động viên các cháu với mức 500.000 đồng cho các cháu đỗ đại học và cao đẳng, 150.000 đồng đối với các cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi và 100.000 đồng cho các cháu đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Ngoài ra, mỗi dịp Tết đến, bà thường tặng riêng cho mỗi gia đình 500.000 đồng để mua quần áo mới cho các cháu nhỏ. Không chỉ vậy, bà luôn quan tâm giúp đỡ những hoàn cảnh neo đơn, cơ nhỡ cả trong và ngoài dòng họ. Cụ thể, nhiều năm qua, bà nhận đỡ đầu nuôi dưỡng một cháu gái có hoàn cảnh đặc biệt, được học hành đến nơi đến chốn và đã tốt nghiệp trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội. Hiện tại, bà vẫn đang đỡ đầu trường hợp bà cụ Vạn neo đơn nuôi cháu đang đi học, cùng trường hợp hai con của thầy giáo Tuấn ở Phù Linh và hai cháu nhỏ mồ côi cha ở tổ 2 thị trấn Sóc Sơn. Tuy số tiền chỉ là từ 2 đến 3 triệu đồng một năm cho mỗi gia đình, nhưng đó là cả một nguồn động lực giúp các cháu học sinh có thêm niềm vui được cắp sách tới trường. Còn ở tổ dân phố số 4, nơi gia đình bà đang sinh sống, gia đình bà đã ủng hộ 30 triệu đồng cùng 10 bộ bàn ghế đá để góp phần kiến tạo sân vui chơi cho các cháu nhỏ tại khuôn viên nhà văn hóa. Đối với Ủy ban Nhân dân và các đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương, trong tất cả các hoạt động, phong trào, từ thanh thiếu niên đến người cao tuổi, bao giờ cũng nhận được từ bà sự ủng hộ, động viên vô cùng to lớn và ấm áp tình người. Ngay đối với những bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn, hàng tuần đều nhận được những bữa cháo từ thiện ấm lòng, được nấu từ những túi gạo mà bà Phinh gửi tặng. Với những cái Tết của trẻ em vùng cao hay những trường học vùng lũ lụt đều có sự quan tâm chia sẻ từ tấm lòng từ tâm, giàu lòng nhân ái của bà Phinh. Và vì thế, nhiều người ở thị trấn Sóc Sơn thường gọi bà là người chắp cánh ước mơ cho cả tuổi thơ và người cao tuổi. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, nhiều người đã từng thắc mắc sao một người lại có thể làm được nhiều điều tốt đẹp đến vậy. Bà Phinh chỉ cười khiêm tốn, có gì đâu, việc bình thường ai cũng làm được mà. Và tôi biết đó là những việc làm mà bà tâm huyết, yêu thích vì nó đem đến cho bà hạnh phúc và nguồn vui sống. Vì thế, ở cái tuổi 75, nhưng bà vẫn tràn đầy năng lượng, vẫn lên sàn khiêu vũ hàng ngày để dạy cho các giáo viên ở trường những vũ điệu sôi động và lãng mạn. Xin kính chúc bà và đại gia đình có một cuộc sống thăng hoa, hạnh phúc và luôn luôn truyền nguồn cảm hứng bất tận về thông điệp khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tràn đầy tự tin hứng khởi. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã chú ý lắng nghe và xin gửi lời chào thân ái.